lang xa, duyên tình bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Người di dân đến từ Indo, chị Nguyễn Mộ Linh đến Đài Loan hơn mười mấy năm rồi. Cũng do thời sinh viên, chị đến Đài Loan du học có khả năng tiếng Hoa giỏi và sau đó chị gả đến Đài Loan không có trở ngại gì trong trao đổi. Chính là vì Mộ Linh với song ngữ tiếng Hoa và tiếng Indo lưu loát nên khi ASEAN mạnh lên và cần nhân tài về song ngữ, chị tận dụng ưu thế của mình bắt đầu công việc dạy tiếng Indo. Trên đường phố Đài Bắc, nếu không nói bạn sẽ không phát hiện người phụ nữ ở trước mắt là người di dân đến từ Indo. Tôi đến Đài Loan lâu lắm rồi, vì lúc đó tôi đến Đài Loan du học rồi sau khi tốt nghiệp trở về nước, sau đó lại gả đến Đài Loan. Nếu tính từ thời còn đi học, Mộ Linh đã đến Đài Loan lâu lắm rồi. Tiếng Hoa của chị giỏi vô cùng, không có chút khẩu âm, thời sinh viên đã có cơ bản về tiếng Hoa, khiến cho cuộc đời dạy tiếng mẹ đẻ của chị như cá gặp nước. Nếu chúng ta dạy một thứ ngôn ngữ, đầu tiên là phải... Tôi ở Đài Loan dạy học, đương nhiên là trình độ tiếng Hoa của tôi phải đạt tới một mức độ nào đó thì mới có thể mang ngôn ngữ của chị mà giới thiệu cho người khác, giải thích để mà họ hiểu đó mà. Khoảng 5-6 năm trước, bước vào nghề dạy học tiếng Indo, chị quan sát sự thay đổi của Đài Loan mấy năm qua. 1-2 năm nay thì không giống nhau rồi. 1-2 năm nay vì bản thân Indo trong khu vực ASEAN có nhân khẩu đông nè, và kinh tế của họ thì gần đây cũng vậy, đã tiến bộ rất nhiều rồi đó. Và ở đó thì có nhiều thương gia Đài Loan qua bển làm ăn đó, rồi thì nhu cầu về ngôn ngữ cũng sẽ tăng cao. Việc dạy tiếng Indo của Mộ Linh tuy đa phần là có tính chất nghĩa vụ, nhưng chị vẫn rất tận tâm, chị soạn giáo án, đồng thời chị cũng khuyến khích người di dân đừng đánh giá thấp về ưu thế ngôn ngữ văn hóa của mình. Vì trong tình thế quốc tế thay đổi, hiện ASEAN đang phát triển thì thực ra người di dân càng có nhiều cơ hội.